cơ máy nào là các cái déo nào bên em đăng lên cũng được, quá chị em xem á thì em rất là mang ơn. Thì nếu như cô bác anh chị em thấy bên kênh của em thấy máy móc thấy chuẩn á thì có anh chị em đăng ký ủng hộ giúp cho mình nha. Thì tiếp tục hôm nay em quay cho quá chị em tham khảo tiêu hành nhân ma. Nhân ma này 3T100 của anh chị em. 3T100 này là tích tâm một tấc của anh chị em. Dòng tô em này 26, 28 73 PS tức như 73 ngựa quá chị em. Thì động cơ này được nằm trên máy tuốt quá chị em. Đó. Máy tuốt thì nó đa số nó màu đen, còn mấy cái đầu phát điện á thì nó màu màu xám quá chị em. Thì 3T100 này nó cũng có dòng heo đứt điện quá chị em, chứ không phải là heo điện, heo đứt điện mình kêu đúng nghĩa là heo đứt điện. Còn đặc biệt em này là heo đứt cơ. Heo đứt cơ của bác chị em rất là dễ xài. Nó đơn giản thôi, nó không cần điện đài gì hết. Cái thứ nhất, cái thứ hai nó có tự động nè, cục tự động nằm chỗ này. Cho nên cô bác chị em về đóng máy cài hay là đấu xe cải tiến hay là cô bác chị em chạy diện được trơn á. Đó. Thành ra nó rất là hữu dụng quá chị em. Máy này rất là đẹp quá chị em, máy này là trên 90% nha. Cái nắp nhớt này nó chưa có phai màu luôn. Chỉ có phía bánh chén phía sau nó hơi nước sơn nó hơi bị chốc các anh chị em, nước sơn nó hơi mờ nha. Còn tất cả là đều nguyên zin hết trơn, không có xấu hay là không có bị kém chất lượng cái nào hết các anh chị em nha. Cái dòng em này thì nó cũng có cái cây bẻ cò, thì có dòng có dòng không các anh chị em. Bẻ cò nó khi bình yếu các anh chị em có thể là bẻ hoặc là giật của nó cũng nổ luôn. Nó rất là dễ sử dụng. Thì động cơ này nó có turbo đó chứ em, có turbo cho nên cái độ tăng áp của nó rất là mạnh quá chứ em. Quá anh chị em chạy xuống lúng lầy đúng không chứ em, nó lướt rất là ok quá chứ em nha. Đó, có turbo. Còn vấn đề bơm ben thì cái bơm thủy lực đó quá chứ em, thì nó có hai bơm, bơm đôi, bơm trước bơm sau, bơm đôi tất nhiên là hai cái quá chị em, chứ không phải là một bơm mà hai tầng nha. Cái kia là bơm hai tầng là khác. Còn đặc biệt em này là nó hai bơm trước sau, rất là lợi nhuận quá chị em, một cái bơm cũng rất là nhiều tiền, cho nên của anh chị em sở hữu cái máy này là lợi nhuận rất là cao. Nó cũng có cái demo trái bí sạc sẵn luôn, demo này sạc dư sức chạy quá chị em, demo lớn nha. Này mình về mình gắn cái dốt sạc nữa là sạc thôi. Đề nguyên zin được các anh em, đề là nguyên zin nguyên bản luôn nha, đúng đời của bà tê luôn. Nói chung cái bà tê này đề rất là khó quá chứ em, cái đề rất là khó kiếm quá chứ em, chứ không phải là máy khó, cái đề rất là khó kiếm, đề nó gục rất là lớn mà xài rất là bền. Mặt nạ là của bác chị em. Nước sơn nước bọng gì còn nghiêm chỉnh hết. Bơm bọng gì đó là ok bác chị em. Cánh quạt em gắn cánh quạt máy tập rồi nè, về là của bác chị em chỉ xài thôi chứ không có cần phải làm thêm gì nữa hết. Rồi, bây giờ em cất máy nổ nha. Để máy nổ bác chị em nha.
nè. Mà cô bác chị em không muốn giặt cái máy thì cô bác chị em tắt cái này. Tắt cái này thì nó không có giặt cái máy quá nha. Nó xả hơi không có giặt cái máy. Đó. Dòng 3T100 mà nó mà chục bô á thì nó rất là hiếm của chị em, nó thị trường rất là hiếm nha. Hiếm là hiếm những con máy đẹp xuất sắc gì nè. Còn máy mà dạng thường thường thì cũng có quá chị em. Đó. Thì cũng có nhiều quán chị em cũng là cũng là bình luận gì về giá cả quá chị em. Thì nói chung là tiền nào của máy thôi quá chị em ơi. Cái máy mà chất lượng như thế này thì giá nó phải cao quá chị em ha. Đó. Còn cái máy mà chất lượng nó kém hơn chút xíu thì mình không có bị được. Thì máy này tại vì lý do nó thị trường nó hot là tại vì nó hay đơn, nó đấu được cho mấy cái máy cài của game. Mấy cái Sibora thì đấu cái động cơ delay hoặc là mấy cái Yamaha đấu động cơ lên thì rất là ok. Cho nên vì thế mà nó lợi nhuận được hai cái bơm đôi của game. Với cái mặt đít sau là nó dễ đấu máy cài á. Chứ nó cái form nó cũng ngắn á. Cho nên là về việc đóng cái cài rất là dễ, cho nên giá nó hơi vượt trội hơn những cái động cơ mà phát điện. Động cơ phát điện thì nó không phù hợp, tại tua nó hơi nhanh thành ra nó không phù hợp với mình đấu máy cài. Còn động cơ máy tốt này á thì nó là tua nó chậm, tua nó phù hợp với những cái động cơ máy cài. Cho nên thì giá nó mắc hơn. Đó. Thì của các em mà khi đi mua máy á thì bất cứ tiệm nào cũng được, tiệm chẳng hạn luôn tiệm mình cũng vậy. Chú bác với em nên mà để ý kỹ á, ý kỹ mấy cái chỗ mà mấy kẻ ốc nè, mấy kẻ bù lông nè. Mấy kẻ bù lông này chú bác với em để ý là kỹ nước sơn á. Ví dụ như mà nếu mà dặn ra nước sơn nó sẽ bị bể gốc liền của chú bác em. Dặn ra là nó bể gốc liền nha. Đó. À, coi dầu này kia nọ đồ hạn chế dặn ra nha. Nếu mà cái máy mày nó có dấu dặn ga thì nó có gặp một vấn đề gì đó người ta mới dặn ga, chứ không phải như không mà ta dặn ga để làm gì. Cho nên mà gặp nhiều trường hợp mà mình mua nhầm cái máy đó thì nó sẽ không có tốt nữa anh chị em, nó đã bị trục chặt cái gì đó rồi. Cho nên là ta khắc phục chăng nữa thì cũng không bằng cái máy nguyên bản. Vì thế cho nên mà nếu mà chọn được con máy mà nó nguyên bản mà nó ok ấy, thì rất là cực quá chị em. Thì nhiều quá chị em nào đã đi lên Sài Gòn mua máy đó thì cũng biết rồi đó. Nhiều khi một đống máy cái là lớn mà mình cũng không có chọn được con máy nào để về xài. Rồi cái người mua xài khó lắm. Các ví dụ như mình mua bán thì có thể mình mua về con máy hơi kém mình bán rẻ được. Còn những người mà khách hàng mua xài á thì người ta luôn chọn những con máy thiệt đẹp để mà xài cho nó bền. Vì thế cho nên mà có nhiều anh bạn lên tới Sài Gòn rồi mua không được. Nó mua không được nó sao mà máy quá nhiều mà không có giữ ý được. Tại vì đôi khi ta nhìn thấy nó chày, nó chốc, nó dặn, nó mở thì những con máy thiếu đồ quá chị em. Đó. Thành ra là anh em của bán người ta không có mua được đó. Vì thế cho nên là lựa chọn một con máy rất là khó khăn. Bao nhiêu cái video thì em cũng có chia sẻ đó. Lựa chọn một con máy để mình mua sử dụng rất là khó khăn lắm. Tại khi đấu lên một cái máy cài hoặc là đấu lên cái công cụ gì đó đó mà khi mà thay đổi là cả một quá trình. Vì thế cho nên là em luôn lựa chọn những con máy rất là đẹp để lái như quá cho em. Đó. Em không phải nói bằng miệng mà nói có sách mách có chứng. Và những con máy em đăng lên đều chất lượng hết. Không con máy nào kém chất lượng hết. Thì cũng có nhiều anh em mà hỏi cái máy mà rẻ tiền đó. Như hôm qua giờ, những điển hình như ngày qua giờ cũng có rất nhiều anh em mà điện hỏi về máy rẻ tiền. Thì chung là anh em thông cảm bên mình không có quá chị em ơi. Chung là bên máy rẻ mình không có bán, anh em thông cảm nha. Để em đầy nổ cái nữa cho quá chị em nghe đó. Cái này thì nó cơ thôi, thành ra vấn đề đầy nổ rất là dễ, khó khăn cũng như nổ thôi chứ không cần dây điện gì đầy gì nhiều. Thì động cơ anh sẽ nhắc lại động cơ 3T100 này nó có một tấc quá chị em. Dòng của em này là 2006-2008 thì công suất của nó là 73 PS. Thì có mấy chị em có thể đấu được máy cài, máy cô be các kiểu quá chị em. Thì bên vấn đề máy này thì em bảo hành trên 90%. Thì có mấy chị em có thể mà mua thì có thể lô giá dùm em rất là mang ơn. Em không có đăng giá trên video này được.
qua video này thì cũng cảm ơn quán chị em rất là nhiều. Thời gian qua luôn luôn ủng hộ bên chị máy của em và luôn đóng góp cho em nhiều ý kiến rất là bổ ích. Thì em cảm ơn quán chị em rất là nhiều và chúc em nhiều sức khỏe, thành công, hạnh phúc. Xin chào, hẹn gặp lại.